Mình cài đặt một móc cúc mới nè. Ấn vào cài đặt móc cúc này. Đầu tiên ấn vào cái mũi tên này. Đẩy xuống 1 này. 2 này. 3 này. Mình chỉnh cái con mắt cái nút xoay này để cho cái đèn camera nó coi làm sao sáng nhất có thể này. Ví dụ đây là để tối nhất này là không nhìn thấy gì này. Mỗi lần xoáy thì mình phải ấn nút vào đây để nhìn nó rõ nhá. Ví dụ như này là rõ này, chuyển xuống cái thứ 3 này. Nháy chuột 2 lần này. Chuyển sang cái thứ 2 này. Ấn xuống cái đấy, nó ra như thế này rồi đúng không? Ấn nút xóa này để xóa cái hình cũ đi. Rồi bắt đầu dịch ra này, mình chọn này, sao cái vòng tròn nó vừa hết cái cúc của mình là được. Xóa lòng cúc đi này. Xong rồi ấn vào cái phần V này nhá, ngay phục tẩy ấy. Xong chọn về cái bút này, xong cái cục ấy này. Rồi, mình muốn xóa to hay xóa bé hay xóa nhiều thì đây là đang xóa để 10 này. Mình cho 10 là 15 đi. Ok này. Phóng to ra này. Góc màn hình này để phóng to này. Bắt đầu xóa. Nháy nháy từ 1 phát 1 bên chuột phải là ấy nhá. Ấn đi là xóa lì luôn rồi. Cái này bị đèo chữ rồi. Khi mình phá xong rồi, mình bỏ ra ngoài, mình nháy chuột 2 lần rồi. Sau ấn là về nhá, đẩy xuống cuối góc màn hình rồi. Góc cuối này tiếp rồi. Thử cúc rồi. Trên đây là lưu nhá. Cái đầu tiên này, mục thứ 3 này. Đấy. Thì mình ấn xuống cuối tầng cuối này. Lấy bàn phím nhập chữ này. Ấn chỗ này để lưu này. Vậy là lưu này. X ra ngoài này. Đấy, cái mẫu mình vừa lập này.